Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 401 của bộ truyện Hắc Tê Du. Mặc dù nãy mình có thông báo là mình sẽ không đọc kỳ bộ truyện này, tuy nhiên là mình sẽ đọc một đoạn ngắn nhé. Một tập có thể ngắn hơn bình thường, tranh thủ một chút để các bạn có thể nghe nó đỡ bị đứt quãng. Ok, xin mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập 401. Cho hắn một chút hy vọng, hắn sẽ tỉnh lại. Dù là một chút hy vọng đó chẳng có ý nghĩa gì. Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, hắn chính là loại người này, sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào. Lăng Thiên Tôn, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên Tôn nói, lúc trước hắn đã chuẩn bị tiến về thiên đình quỳ gối nhận thua, chịu đòn nhận tội, xin Hạo Thiên Tôn bảo toàn nhân tộc. Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật đều trầm mặc. Nếu như không phải bị dồn vào tuyệt cảnh, thì một người như Tần Mục tuyệt đối không thể nào đưa ra hành động như vậy. Lúc trước Tần Mục đã phải gánh chịu một áp lực quá lớn, lớn tới mức có thể đè sập hắn. Nguyên nhân chủ yếu là thực sự không phải cái chết của Khai Hoàng. Cái chết của Khai Hoàng là một mồi dẫn, quan trọng nhất vẫn là U Đô đã rơi vào tay giặc. U Đô bị chiếm đóng, đó là lý do khiến hắn gục ngã. Mục Thiên Tôn, có lẽ đại quân của thiên đình muốn tới Duyên Khang sẽ phải tiêu tốn vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Nhưng còn đám người Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn muốn xâm phạm thì phải làm sao? Đạo Tổ hỏi, làm thế nào có thể ngăn cản? Tần Mục lại rơi vào trầm tư. Tư Bà Bà hung hăng trừng mắt với Đạo Tổ. Đạo Tổ thẹn thùng quay sang Đại Phạm Thiên Vương Phật hỏi nhỏ, không nên hỏi sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, nên hỏi, nhưng không phải bây giờ. Nếu như hỏi chuyện này thì cũng không cần để ở trong lòng nữa. Chẳng qua là Tư Bà Bà cảm thấy đau lòng mà thôi. Đạo Tổ khen, lão hòa thượng nhân tình thạo đời thật. Ở bên trong Văn Đạo Viện, Tần Mục tiếp tục đi tới đi lui liên tục 7-8 ngày. Hắn cứ như vậy không ngừng nghỉ, không ngừng suy nghĩ đối sách. Ngọc Thần Tử đã quay trở về chưa? Đột nhiên hắn cao giọng hỏi. Ngọc Thần Tử. Ngọc Thần Tử vừa quay trở lại Văn Đạo Viện, thở hồng hộc chạy đi nói, quốc sư có việc gì phân phó? Ta viết một phong thư xin hàng, dâng lên Hạo Thiên Tôn, bày tỏ ý nguyện xin hàng. Tần Mục bay nhanh nói, người đưa thư xin hàng của ta đến thiên đình, giao cho Hạo Thiên Tôn. Lần này đi, người có thể sẽ phải chết. Ngọc Thần Tử nghiêm nghị nói, đất nước lâm nguy, ta nguyện dâng lên đầu vì Duyên Khang. Tần Mục xách bút, Ngọc Thần Tử mài mực. Tần Mục đang định viết nhưng rồi lại dừng lại. Ngọc Thần Tử nghi hoặc, Tần Mục lại đang từ từ chuẩn bị công tác tinh thần. Tâm của hắn dần dần trở nên xám tro như chết. Hắn đã mất hết can đảm, hai hàng nước mắt rơi xuống, đầu bút lông run rẩy mấy cái, tựa hồ đang rất nghẹn ngào. Lập tức đầu bút lông trong tay hắn di chuyển, viết ra một loại từ ngữ xin hàng trước Hạo Thiên Tôn. Ngôn từ rất khẩn thiết, bên trong khẩn thiết lại mang theo một chút không cam lòng. Cũng có suy nghĩ chuyện vì an nguy của nhân tộc mà liều chết đánh cược một lần, tranh đấu tới mức ngọc nát ngói lạnh. Thế nhưng hắn lại cố ý hạ thấp mình nói, bệ hạ quý vị thiên đế, ta cũng quý vị thiên tôn, lại thêm chúng thần Lăng, Nguyệt, U, Thái Thủy Quy Hàng, không thể qua loa. Trong thư hắn khẩn cầu Hạo Thiên Tôn phái sứ giả tới để hai bên trao đổi quyền lực cùng với công việc cụ thể khi đầu hàng. Trong lời nói lại thể hiện ra một chút quyến luyến với quyền thế của bản thân. Hắn nói, nguyện cắt một phần đất với tư cách là nơi ẩn cư, dẫn dân chúng ngày đêm cầu nguyện cúng bái vì kim thân của bệ hạ. Hắn còn kể ra một loạt sản nghiệp của Duyên Khang, tất cả như buộc vào lòng bàn tay. Từng đốc tạo xưởng có thể sản xuất ra các gì, đốc tạo xưởng nào có thể giao cho thiên đình, hy vọng giữ lại đốc tạo xưởng nào cho bản thân,
còn cân nhắc đến các hạt tình của Duyên Khang, hạ hạt chư thiên, những bảo vật mà chư thiên sản xuất được. Số lượng thiên tệ ở trong quốc kho của Duyên Khang là bao nhiêu? Cứ một chút, một chút một. Ngọc Thần Tử vừa xem, lắc đầu. Tần Mục quá tự hạ thấp mình, đến mức có thể có chút nịnh nọt, hèn mọn. Nhưng mà vì sao quốc sư lại bảo ta dâng thư hàng sẽ có thể phải chết? Nội tâm của hắn buồn bực không thôi. Lại thấy Tần Nghiệp viết tiếp: Lãng Uyển, nữ tạo vật chủ quốc sắc thiên hương, thần đã ngủ với nàng rồi. Nếu như bệ hạ thích, muốn lập nàng làm hậu, vậy thì thần sẽ gấp chăn gối dâng cho bệ hạ. Ngọc Thần Tử run rẩy mấy cái, sắc mặt lập tức đen thui, trong lòng hắn ta thầm lẩm bẩm: Quả nhiên là có thể sẽ chết. Quốc sư xấu xa, hắn nói đã ngủ với Lãng Uyển. Hạo Thiên Tôn làm thiên đế, tuyệt đối sẽ không thể nào cần nữ nhân mà hắn vẫn ngủ qua, càng không thể lập nữ nhân này làm đế hậu. Đoạn thư trên xin hàng có thể khiến Hạo Thiên Tôn vui như hoa nở, nhưng đến đoạn cuối thư thì rất có thể sẽ lấy đầu của ta. Tần Mục viết xong thư xin hàng thì giao cho Ngọc Thần Tử, lại hỏi: Ngọc Quân có thể làm tốt việc này không? Ngọc Thần Tử chần chờ một lát, lập tức cử động nói: Nguyện bỏ mạng vì Duyên Khang. Tần Mục đưa mắt liếc hắn ta một cái, lại nói: Có thể ngươi không cần phải chết, lấy tài trí của ngươi có thể làm tốt hết thảy chuyện này, chỉ là ngươi phải cẩn thận với một người. Ngọc Thần Tử chớp chớp mắt cười nói: Ngươi rất hiểu ta. Quốc sư, xin hỏi người phương nào có thể làm đối thủ của ta? Người này tên là Mạnh Vân Quy, chính là Mạnh Thiên Sư trong tứ đại thiên sư của Thiên Đình. Tần Mục dặn dò: Mạnh Vân Quy đã từng khám phá ra mưu kế chế tạo lập quốc của ta, đương nhiên hắn ta có thể nhìn ra dụng ý của ta dâng thư lên xin hàng. Dụng ý của quốc sư chỉ là dùng việc trao đổi đầu hàng, chỉ để kéo dài thời gian với Thiên Đình xuất binh. Ngọc Thần Tử nói: Quốc sư liệt kê bên trong Duyên Khang có bao nhiêu đốc tạo xưởng, từng đốc tạo xưởng đã có thể sản xuất ra những cái gì, nhưng thực ra là bày lợi ích của mình trước mặt bọn thổ phỉ. Nếu như thổ phỉ chỉ có một người thì cũng thôi đi, nhưng mà bên trong Thiên Đình rõ ràng lại có đám thổ phỉ như Hạo, Hòa, Hư, Tổ, Thái Sơ và Thái Cực. Bọn hắn cần phải phân chia lợi ích ở Duyên Khang, mà phân chia như thế nào thì cái này cần phải có thời gian để bọn hắn tự đánh cờ với nhau. Tần Mục gật đầu hỏi: Sau đó thì sao? Ngọc Thần Tử cầm thư xin hàng ở trong tay, tiếp tục nói: Bọn hắn sẽ thương nghị xem nên chia cắt ra sao, nhưng mà quốc sư chưa hẳn chịu cho. Tuy rằng quốc sư đầu hàng, nhưng mà nếu như quốc sư hàng, 10 vị thiên tôn thiên đình cũng cần phân xẻ một phần lợi ích. Phải trọng lợi ích của bọn hắn cũng sẽ tăng thêm một phần lợi ích của Duyên Khang. Duyên Khang còn sống sót mới có thể mang đến cho Thiên Đình một món hời lớn. Bởi vậy Thiên Đình sẽ không muốn ngoạm nuốt sạch Duyên Khang rồi lau mồm sạch sẽ đâu, mà không ngừng thương thảo, không ngừng tranh chấp không gian. Tần Mục gật đầu hỏi: Sau đó thì sao? Sứ giả Thiên Đình muốn điều đến Duyên Khang cần phải tiêu chí một đoạn thời gian, cần phải tiêu phí một đoạn thời gian, rồi từ đây quay về bẩm báo với mấy vị thiên tôn cũng sẽ hao phí một đoạn thời gian nữa. Sứ giả Duyên Khang tiến về Thiên Đình, ở Thiên Đình hiệp thương lại cần thêm một ít thời gian. Sứ giả Duyên Khang quay về Duyên Khang bẩm báo với quốc sư cũng cần thêm một ít thời gian nữa. Ngọc Thần Tử nói: Có qua có lại, thời gian cứ thế sẽ kéo dài hơn. Nếu như quốc sư chọn ra được một sứ giả mặt dày mày dạn, một bụng xấu xa, thì đoạn thời gian này có thể kéo dài nữa rồi đấy. Đây là lý do quốc sư chọn ta đi Thiên Đình. Hơn nữa, quốc sư còn hứa hẹn cấp cho đám thiên tôn nhiều chỗ tốt nữa, để cho đám thiên tôn vì chỗ lợi ích này mà cãi cọ lẫn nhau. Đợi tới khi thương thảo ra thì cũng đã 200-300 năm trôi qua rồi. Tần Mục nở nụ cười. Đại Phạm Thiên Vương Phật nghiêng người thì thầm với đạo tổ: Đệ tử đạo môn người bản lĩnh cũng không tệ. Đạo tổ không khỏi đắc ý, cười cười nói: Đạo môn chúng ta tinh thông thuật toán, Ngọc Thần Tử Duyên Khang hấp thu biến pháp thuật số vì mô, tìm hiểu ra hỗn độn thuật sự, vô cùng cao minh.
hỗn độn thuật số của hắn thực sự giỏi về tính toán mơ hồ. Lời nói của Ngọc Thần Tử đột nhiên xoay chuyển, hắn ta không ngờ nói: đệ nhị thiên sư Mạnh Vân Quy của thiên đình có thể khám phá ra, khẩn cầu quốc sư cho ta một con đường sống. Tần Mục trầm ngâm nói: Mạnh Vân Quy là nhân tộc. Ngọc Thần Tử nói: tình đồng tộc, chưa hẳn hắn đã động lòng, quốc sư hãy đổi một con đường khác. Tần Mục nói: Mạnh Vân Quy rất tham tài. Ngọc Thần Tử lắc đầu nói: đó chỉ là hắn giả vờ thôi, đơn giản là vì hắn là nhân tộc, mưu trí lại cao, nên buộc hắn phải cẩn thận, chặt chẽ. Hắn cố ý để lộ bản thân tham tài để tránh người khác làm hại tới hắn. Quốc sư, hãy đổi một con đường khác đi. Tần Mục nói: đệ tam thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh cũng là nhân tộc, nàng là con truyền thế thân của Nam Đế. Sau khi ngươi đến thiên đình, trước tiên hãy đến gặp nàng. Bạch Ngọc Quỳnh rất hiểu Mạnh Vân Quy, có thể nói cho ngươi biết nhược điểm của Mạnh Vân Quy. Ngọc Thần Tử nói: vậy thì quốc sư, ta nên đả động Bạch Ngọc Quỳnh như thế nào? Tần Mục vận chuyển pháp lực, dùng luân hồi chi đạo luyện ra một miếng ngọc bội nói: người mang theo miếng ngọc bội này đến gặp nàng, nàng thiếu nợ ta nên phải trả. Người nói với nàng, nếu như Mạnh Vân Quy không câm miệng, nhân tộc sẽ bị diệt tộc. Ngọc Thần Tử cũng không tiếp cận ngọc bội. Hắn ta nói: quốc sư làm sao dám khẳng định tâm của Bạch Ngọc Quỳnh hướng về nhân tộc? Nàng truyền thế 197 kiếp, chưa bao giờ truyền sinh làm chủng tộc khác. Ánh mắt Tần Mục nhấp nháy mấy cái. 197 thế hệ đều là nhân tộc. Ngọc Thần Tử nhận luân hồi ngọc bội, không người nói: quyết không phụ lòng tin của quốc sư. Dứt lời lập tức đứng dậy rời đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, cảm khái nói: nhân tộc có kỳ tài này thực sự là chuyện may mắn. Hắn xử lý xong việc này, đột nhiên nhìn trái ngó phải, hỏi: Lăng Hiên Thần Hoàng đã chết, phân thân ở Duyên Khang quán là ai? Hoàng đế đã phái người giết kẻ đó chưa? Lúc này Linh Dục Tú từ bên ngoài bước vào nói: chậm đã phái Ngọc Kinh Vương Nhân đi giết chết truyền thế thân của Lăng Hiên Dư Khương Khất, không đến ngày mai sẽ có tin tức truyền về. Thình bệ hạ, lập tức truyền tin cho Vương Mộc Nhiên đừng giết phân thân của Lăng Hiên, để lại Dư Thương Khất một con đường sống, bước hắn tới Nam Thiên để hắn đi gặp Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục không người nói: thỉnh bệ hạ xuống chỉ. Mọi người không hiểu được hàm ý của hắn. Linh Dục Tú nhìn hắn qua hồi lâu mới nói: bước phần thân của Lăng Hiên và Nam Thiên, quốc sư là có ý gì? Là tiếp thêm nhân tài cho Hỏa Thiên Tôn sao? Lăng Hiên tiến vào Nam Thiên không phải tiếp thêm nhân tài cho Hỏa Thiên Tôn. Tần Mục giải thích, mà là bắt đầu cái chết của Hỏa Thiên Tôn. Cớ sao lại nói như vậy? Linh Dục Tú cau mày nói: Lăng Hiên là con trai của Thái Sơ, Hạo Thiên Tôn cũng là con trai của Thái Sơ. Hạo Thiên Tôn có thể giết chết Lăng Hiên, nhưng Hỏa Thiên Tôn chỉ là một tên nô tài, hắn không thể giết Lăng Hiên. Nhưng nếu như không có một lý do nào đó chính đáng, Hạo Thiên Tôn nề mặt hắn, nhưng Thái Sơ thì không. Tần Mục không nhanh không chậm nói: Lăng Hiên tới Nam Thiên, Hỏa Thiên Tôn giao Lăng Hiên cho Hạo Thiên Tôn, Thái Sơ nhất định sẽ giết hắn để báo thù cho con trai. Hỏa Thiên Tôn không giao Lăng Hiên cho Hạo Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn sẽ giết hắn. Hắn thản nhiên nói tiếp: hiện tại trong mắt của Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn đã trở thành kẻ vướng tay vướng chân. Thiên hạ sắp nhất thống, Hỏa Thiên Tôn từ chỗ Hạo Thiên Tôn kiếm một cái bát canh đã khiến cho hắn đau nhức lắm rồi. Vốn dĩ Hạo Thiên Tôn luôn vô cớ nghi ngờ Hỏa Thiên Tôn, bởi vì Hỏa Thiên Tôn là nhân tộc, không cách nào có thể khiến hắn ta yên tâm được. Hắn ta vẫn luôn lo lắng Hỏa Thiên Tôn sẽ đầu quân cho nhân tộc. Coi như Hỏa Thiên Tôn không đầu quân cho nhân tộc, mà thần phục Thái Sơ cũng sẽ trở thành một cọng rơm có thể áp đảo lạc đà, khiến cho thế cục của hắn ta trở nên bất lợi. Tại thời điểm này, Hỏa Thiên Tôn chết chính là cái kết cục đẹp nhất. Linh Dục Tu nói: thỏ khôn chết, chó giữ thịt. Tần Mục nói: truyền thế thân của Lăng Hiên không quan trọng, hắn tới Nam Thiên
chỉ như một dây dẫn nổ, lấy mạng của ngòi nổ mà thôi. Nguyên thần của Linh Dục Tú gào thét, thoát ra khỏi cơ thể. Đúng là nàng thúc giục chính nguyên thần của mình để đích thần đi truyền tin cho Vương Mộc Nhiên. Tần Mục nhắm mắt lại, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn cất bước đi đến trước người lão Phật và đạo tổ, đặt mông ngồi xuống. Đạo tổ pha trà, nói: Thiên tôn bình tâm lại rồi, không có ý định tiếp tục làm những chuyện gì đó nữa chứ? Không làm nữa. Tần Mục uống trà, hết sức bình tĩnh nói: Hiện tại ta chỉ cần lặng lẽ chờ đợi thiên đình đàm phán với Duyên Khang, yên lặng chờ Hỏa Thiên Tôn chết. Nhưng vào lúc này, Hồ Đinh Nhi và Tư Vân Hương với hàng trăm cao thủ tính toán đạo môn nối đuôi nhau bước vào. Hồ Linh Nhi dõng dạc, tiếng nói giòn giã: Công tử, số liệu mậu dịch và số liệu lưu thông thiên tệ chư thiên vạn giới ngày cần đã sửa sang xong rồi. Tần Mục vội vàng uống một hơi cạn sạch chén trà trong tay, sau đó công việc lại lu bu cả lên. Đạo tổ lắc đầu: Thực sự là không chịu ngồi yên mà. Dư Thường Khất một đường chạy trốn, trên người y đầu đầu cũng có vết thương, nguyên thần cũng chịu thương tổn, bản thân đại đạo của y cũng bị trọng thương. Y thở hổn hển từng hơi, cảnh giác nhìn phía sau lưng. Sau lưng hắn, cái bóng người thon dài như con giòi trong xương kia vẫn chưa biến mất. Y khó mà có thể thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ kia. Đó chính là Vương Mộc Nhiên. Duyên Khang đã từng có một tòa thánh địa vô thượng, gọi là Tiểu Ngọc Kinh. Đó là mảnh vỡ của Khai Hoàng Thiên Đình biến thành. Người ở chỗ đó tự xưng mình là tiên nhân. Người thống lĩnh những tiên nhân kia chính là Vương Mộc Nhiên, được tôn làm Vương Tiên Nhân. Từ lúc Duyên Khang bắt đầu biến pháp cho tới nay, bất kể đạo môn năm đó hay là Đại Lôi Âm Tự, Thiên Thánh Giáo, thì công pháp thần thông của bọn hắn đều có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trên đạo môn có đạo môn của thiên đình và sự nâng đỡ của đạo tổ. Hơn nữa, bọn hắn lại tinh thông thuật số, tạo nghệ và thuật số càng ngày càng cao. Bởi vậy, bọn hắn rất được Duyên Tu Đế coi trọng. Đại Lôi Âm Tự cũng có Phật giới và Đại Phạm Thiên Vương Phật ủng hộ, lại có Chiến Không Như Lai, ông ta được Đại Phật nâng đỡ, Phật tâm, Phật tính vô song, cũng càng thêm thịnh vượng. Thiên Thánh Giáo thì trực tiếp xâm nhập vào bộ máy thiên đình và hương giã. Hơn nữa, Tần Mục Mục Thiên Tôn lại là quốc sư Duyên Khang. Tuy rằng Thiên Thánh Giáo là một cái tên không nổi danh, giáo phái này cũng rất ít được nhắc tới, nhưng mà lực ảnh hưởng của bọn hắn lại vô cùng cường đại. Chỉ có Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa vô thượng năm đó, bởi vì không muốn phụ thuộc vào Khai Hoàng thời đại, không được cường giả thời đại Khai Hoàng ủng hộ, vậy nên mới từng bước bị bỏ lại phía sau. Nhưng mà tính cách của Vương Tiên Nhân lại vô cùng bướng bỉnh, hết lần này tới lần khác muốn đi theo một con đường khác. Y không chỉ muốn đuổi kịp Giang Bạch Khuê đã từng là kẻ thù của y, treo ngược Giang Bạch Khuê lên để đánh, mà còn muốn treo ngược Hư Sinh Hoa, treo ngược cả Tần Mục lên để đánh. Y dung hợp ngàn vạn loại công pháp của Tiểu Ngọc Kinh, tự tìm con đường riêng cho mình. Tuy rằng rất gian khổ, nhưng mà những năm này y cũng được xem như là một trong những lĩnh tụ của biến pháp Duyên Khang, thành tựu không nhỏ. Những năm này, truyền thế thân của Lăng Hiên Thần Hoàng, Dư Thường Khất cũng ở trong Duyên Khang hấp thu thành quả biến pháp. Y là một trong 10 vị thiên tôn, bản thân có công pháp 35 tòa thiên cung Đại Thiên Đình, lại tinh thông Thái Sơ Chỉ Đạo. Nhưng dù thế nào thì người theo học cũng chỉ là người theo học mà thôi. Khi đối mặt với một nhân vật tiêu sái như Vương Tiên Nhân, y lập tức bị thua thiệt rất nặng. Bất kể là y thi triển loại công pháp Đại Thiên Đình đã được cải biến nào, thậm chí là thần nguyên nhất trì, thì cũng đều không thể tạo thành tổn thương cho Vương Tiên Nhân. Thời gian tu luyện của y quá ngắn, mới chỉ đạt đến thiên hà cảnh giới, mà Vương Tiên Nhân lại bước ra khỏi Ngọc Cựu, mà Vương Tiên Nhân lại đã bước ra khỏi Cửu Ngục Đài cảnh giới, bắt đầu chạm tới Ngọc Kinh cảnh giới rồi. Chỉ xét riêng pháp lực thì ưu thua kém đối phương rất nhiều, còn về phần đạo pháp thần thông, đương nhiên y càng không thể sánh được. Dư Thường Khất như con báo bị thương, bí mật ẩn mình trong núi non trùng điệp, né tránh Vương Tiên Nhân. Y có cảm giác như đối với Vương Mộc Nhiên, y giống như một con chuột, còn Vương Mộc Nhiên
chính là một con mèo rất thích vờn bắt y. Đợi tới lúc hắn chơi chán rồi sẽ lập tức nuốt chửng y. Y chạy đến bờ sông Dũng Giang, đang định xóa đi vết máu trên người thì ngay tại lúc này y nhìn thấy Vương Tiên Nhân kia. Vương Mộc Nhiên ngồi trên bờ sông, bên cạnh gã có một ngư ông. Vương Tiên Nhân kia vô cùng buồn chán, nhặt viên đá ném lên đến chỗ mấy con cá nổi lên. Mỗi một lần đều vô cùng chính xác ném trúng những con cá kia. Ngư ông tức giận nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể dựng râu trừng mắt. Dư Thần Khất nghiến răng nghiến lợi chuyển hướng. Lại qua thêm mấy ngày, y liền vào Bá Châu thành Duyên Khang. Nơi đó còn chưa kịp thở phào một hơi thì Vương Mộc Nhiên lại xuất hiện trước mắt y. Vương Mộc Nhiên đứng bên đường uống đậu hoa, dáng người gã cao ngạo quật cường, thực sự không hài hòa với người kia. Khí chàng của gã cổ quái. Gã ngồi ở đằng kia, cửa hàng buôn bán đậu hoa không xuất hiện thêm vị khách nào khác. Dư Thường Khất hét lớn một tiếng, y lao đến đình năng đối thiên kiều ở bên trong Bá Châu. Y quay đầu nhìn lại, Vương Mộc Nhiên đã buông chén đậu hoa xuống, chậm rãi bước đến linh năng đối thiên kiều. Chỉ cần ta chạy khỏi Xuyên Khang, quay về Thiên Đình, đã có thể để cho tên tiểu tử này chết không có chỗ chôn rồi. Dư Thường Khất xông qua cổng Chiêm Tra, chui vào trong cầu. Cầu nối với một phương trời khác, đó là Nam Thiên Chư Thiên. Dư Thường Khất lao rất nhanh, bỏ chạy, phóng đến linh năng đối thiên kiều để bước sang một phương trời khác. Ở phía sau, Vương Mộc Nhiên vẫn còn đi theo y. Đột nhiên gã tung trường đánh tới. Dư Thường Khất ra sức ngăn cản nhưng lại không hề ngăn cản được, bị đánh cho đẫm máu, lăn đồng lốc mấy vòng, sau đó lập tức đứng phắt dậy, tiếp tục chạy thục mạng. Y chạy thục mạng rong ruổi khắp các tòa chư thiên nam thiên, không ngừng nghỉ. Không biết là y đã chạy được bao lâu, cũng không biết đã chạy được bao xa, đã qua được mấy chục tòa chư thiên. Đột nhiên y lăn đồng lốc bỏ đến trước tòa linh năng đối thiên kiều, chỉ thấy đứng chắn trước lối vào là một bức tượng thần vô cùng cao lớn. Bức tượng thần kia đều khắc Hỏa Thiên Tôn, nguy nga đồ sộ. Sau đầu tượng thần là hỏa diễm luân cao lớn vạn trượng, có không ít thần thông giả đang leo lên hỏa diễm lau sạch bụi bặm bám trên đó. Pho tượng thần này đã từng bị Tần Mục thiêu hủy, nhưng về sau lại được xây dựng lại, so với lúc trước càng thêm cao lớn nguy nga hơn. Dư Thường Khất vừa mừng vừa sợ, y nằm trong vũng máu kiệt sức kêu lên: "Ta chính là Lăng Hiên Thần Hoàng, ta chính là Lăng Hiên Thần Hoàng, bị bọn trộm cắp Duyên Khang đuổi giết tới đây. Viêm Nhai Tử có ở đây không? Viêm Nhai Tử đâu rồi? Mau truyền tin cho Hỏa Thiên Tôn." Nơi này là Nam Thiên của Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Cung vô cùng xa hoa, trắng lệ. Viêm Nhai Thử là đại đệ tử của Hỏa Thiên Tôn, hắn ta có nhiệm vụ trấn thủ nơi này. Sau khi nghe gọi thì lập tức chạy tới. Nghe thấy Dư Thường Khất báo tên tuổi thì sắc mặt lập tức tái nhợt, cao giọng quát: "Người đâu, bảo vệ thần hoàng, mau truyền tin cho Hỏa Thiên Tôn." Ở trên không trung Quy Khư Đại Uyên, hai vị Hạo Thiên Tôn đứng chung một chỗ. Một Hạo Thiên Tôn trong số đó thân thể rách tung tóe, gã là thân thể Quy Khư của Hạo Thiên Tôn, vẫn chưa thành đạo. Trong cuộc chiến ở U Đô, gã bị Linh Ngọc Thượng Tôn đả thương, phải trốn vào Quy Khư. Từ trên không trung rơi xuống, hung hăng nện vào biệt cung của đế hậu, vỡ vụn thành đống bùn nhão. Khi đó thương thế của gã rất nặng, bùn nhão nhúc nhích, vừa gây dựng lại nhục thể, gã đã lại lập tức vỡ thành một đống bùn nhão khác. Vạn Đạo Thiên Luân cũng bị Linh Ngọc Thượng Tôn đánh cho rách tung tóe, điên cuồng quay tròn xung quanh đống bùn nhão này. Gã luyện hóa Thái Tố Thần Nữ, đạt được một thân đạo pháp của gã, đạt được một thân đạo pháp của Thái Tố. Gã dùng Thái Tố chi đạo để tu bổ cho Vạn Đạo Thiên Luân, để cho Vạn Đạo Thiên Luân dần dần nguyên vẹn. Thiên Luân luyện hóa uy năng của Thái Sơ chi đạo chất chứa trong chiêu thức của Linh Ngọc Thượng Tôn. Qua hồi lâu, gã mới miễn cưỡng chấn áp được thương thế, đáy lòng sợ hãi không thôi. Khi gã có ý định quay trở về U Đô chủ trương cuộc chiến thì đột nhiên từ sâu bên dưới Quy Khư Đại Uyên có một dòng lưu quang cuồng bạo phun trào lên phía trên, triều tịch bộc phát.
gã nhìn thấy kết ấn dây đỏ. Ở bên trong triều tịch có 5 sợi dây đỏ kết thành một loại ấn pháp cổ quái, không biết là đang phong tỏa cái gì. Dù cho là quy khư triều tịch thì cũng không cách nào có thể phá hủy kết ấn kia. Tịnh đế song liên từ đáy đại uyên chậm rãi bay lên, cánh hoa xoay tròn nở rộ, ở bên trong phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết của đế hậu. Mục Thiên Tôn, Nguyên Mẫu phu nhân lại tiếp tục gào la: "Tì tì, ngươi gọi khàn cổ họng thì tiểu tình lang cũng không quay lại cứu ngươi đâu. Kết ấn dây đỏ của Mục Thiên Tôn cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ cần ngươi bị ta thôn phệ, ta có thể trở thành quy khư thần nữ, phá giải kết ấn dây đỏ của hắn. Tì tì, ngươi chết một lần đi." Lúc này Hạo Thiên Tôn chợt nổ nụ cười, gã biết rõ mình chắc chắn sẽ quân lâm vũ trụ hồng hoang, chiếm được thắng lợi cuối cùng. Cho dù phụ thân thái sơ của gã vũ lực cường đại đến đâu thì cũng không thể phản kháng được. Hiện tại cuộc chiến ở U Đô đã qua 10 ngày, thậm chí thân thể thành đạo của gã cũng đã đích thân đến đây, chính là để cứu giúp mẹ gã, Nguyên Mẫu phu nhân. Quy khư triều tịch lại bộc phát lần nữa, kết ấn dây đỏ lơ lửng trong dòng quang điêu triều tịch không hề sứt mẻ. Tịnh đế song liền lại chậm rãi bay lên: "Mẫu hậu, hài nhi nghe nói mẫu hậu chịu khổ nên đến để cứu giúp." Hai vị Hạo Thiên Tôn đã hợp lại một thể, phù một tiếng quỳ gối xuống trước song liền, gã nở nụ cười nói. Gã nức nở nói: "Hài nhi sắp sửa đăng cơ xương đế, đặc biệt đến đây nghênh đón mẫu hậu. Hôm nay chính là thời gian mẫu hậu thoát khỏi cực khổ." Song Liên hoàn toàn trầm mặc. Sau một lúc lâu, giọng nói của Nguyên Mẫu phu nhân mới lại vang lên. Nàng cười khanh khách nói: "Tì tì, Hạo nhi nhà ta đã tới, ngươi bây giờ không còn có bất kỳ ý tưởng nào nữa rồi chứ? Ngươi còn một con đường sống, chính là dùng luân hồi chi đạo che giấu chính mình đi, trốn càng sâu càng tốt, đừng để ta tìm được ngươi." Giọng nói của đế hậu hoàn toàn biến mất. Sau một lúc lâu, Nguyên Mẫu phu nhân lại cười khanh khách nói: "Quả nhiên tiểu tiện nhân đã trốn đi rồi." "Hạo nhi, ngươi cởi bỏ nút thắt dây đỏ, vì nương đã có thể thoát thân rồi." Hạo Thiên Tôn trầm mặc một hồi lâu lại nói: "Mẫu hậu thứ lỗi, ta không cách nào cởi bỏ kết ấn dây đỏ này." Trong song liên trở nên yên tĩnh. Hạo Thiên Tôn mở miệng thăm dò: "Không phải mới vừa rồi mẫu hậu nói có thể thoát khỏi kết ấn dây đỏ sao?" Nguyên Mẫu phu nhân cáu giận đáp: "Kết ấn của Mục Thiên Tôn chính là bắt chước theo ấn pháp thần thông của chủ nhân Di La Cùng. Mới vừa rồi ta chẳng qua lừa gạt tỷ tỷ thôi, làm sao có thể giải mở được chứ?" Con người Hạo Thiên Tôn đảo qua mấy vòng: "Vậy thì mẫu hậu có thể tiếp nhận uy năng kết ấn dây đỏ không?" Nguyên Mẫu phu nhân lập tức khẩn trương lên, lạnh lùng nói: "Ngươi định làm gì? Hạo nhi, dù gì ta cũng là mẹ ruột của ngươi mà." Bàn tay của Hạo Thiên Tôn trực tiếp đánh lên kết ấn dây đỏ, kích phát uy lực của kết ấn dây đỏ kia. Phía trên kết ấn nổi lên vô số đạo văn không ngừng sụp đổ. Đó là đạo văn của Di La Cung. Ở trên Tịnh Đế Song Liên, các đạo văn tổ hợp lại hóa thành một bàn tay lớn tràn ngập tử khí. Bàn tay kia phủ lấy toàn bộ quy khư đại uyên. Giờ khắc này, dù cho là Hạo Thiên Tôn thì cũng cảm nhận được một loại khí tức khiến người ta sợ hãi tuyệt vọng. Kết ấn dây đỏ thực sự không phải là một kết ấn, mà là một loại ấn pháp. Đây là ấn pháp do chủ nhân Di La Cung sáng tạo ra. Dù cho Tần Mục lĩnh ngộ không được nhiều, nhưng một ấn hắn thi triển ra cũng giống như là một người đứng ở điểm cuối thời không tung một trường đánh xuống. Mái tóc của Hạo Thiên Tôn bay tán loạn. Dù gã không trực tiếp đối mặt với một kích này, nhưng cũng có thể cảm nhận được một lực lượng uy hiếp không gì sánh nổi. Huống chi là Nguyên Mẫu phu nhân ở trong Tịnh Đế Song Liên, một mình nàng phải chống lại cỗ uy năng đáng sợ này, căn bản là Mục Thiên Tôn không thể nào thi triển ra thần thông này. Hạo Thiên Tôn lạc giọng nói: "Quả thực Mục Thiên Tôn không có khả năng thi triển ra thần thông này, bởi vì thần thông này là do chủ nhân Di La Cung khai sáng đấy." Từ bên trong đại uyên truyền đến tiếng gầm thét của Nguyên Mẫu phu nhân: "Chiêu ấn pháp này của Mục Thiên Tôn không có bất kỳ biến hóa nào. Hạo nhi, ta cũng cần ngươi giúp một tay, đừng sử dụng quy khư thần thông,
ấn pháp này có sự áp chế rất lớn đối với quy khư thần thông. Hạo Thiên Tôn lập tức phi thân lao lên trời, rồi dũng mãnh lao xuống dưới, đuổi theo bàn tay kia. Gã dốc hết mọi lực lượng công kích lên bàn tay lớn kia. Gã là nhân vật cường đại nhất thế gian này, lực công kích sẽ kinh người tới bậc nào chứ? Thế nhưng dù cho gã tung ra bao nhiêu công kích đi nữa thì cũng không thể dung chuyển ấn pháp bàn tay kia. Không muốn. Trên trán gã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ấn pháp kia đã áp xuống Tịnh Đế Song Liên. Nguyên mẫu phụ nhân bị đè dưới trường ấn, gầm thét dữ dội. Song Liên gần như là bị dập nát, từng mảnh lá sen bay tán loạn, bong chóc ra ngoài. Dù cho lúc này quy khư triều tịch đang bộc phát, nhưng mà một ấn kia đè xuống đủ để đánh Tịnh Đế Song Liên rơi vào vực sâu không đáy ở bên dưới quy khư. Nội tâm Hạo Thiên Tôn thoáng động đậy. Các đạo văn tạo thành ấn pháp kia quả thực là có nhiều biến hóa, có lẽ đây chính là con đường sống duy nhất. Gã dốc toàn bộ lực lượng nắm lấy một đầu ngón tay ở trên trường ấn kia, ra sức đánh ra. Nếu như một chiêu ấn pháp này là một thần thông nguyên vẹn thì sẽ biến thiên vạn hóa, chỉ dựa vào man lực không cách nào có thể đẩy ra. Nhưng bởi vì kết ấn dây đỏ của Tần Mục không có bất kỳ biến hóa nào, vậy nên mới để gã thấy được cơ hội. Âm một tiếng, bầu trời trên đỉnh đầu Hạo Thiên Tôn tách ra, nhất khí đại la thiên hiển hiện, vô số rễ đạo thụ ngọ nguậy vươn ra, cuốn lấy đầu ngón tay kia, rốt cục cũng bẻ cong được ngón tay giữa. Mẫu hậu, bắt lấy cơ hội đi. Hạo Thiên Tôn lớn tiếng quát lớn. Nguyên mẫu phu nhân không hề có động tĩnh gì. Gã nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy nguyên mẫu phu nhân đã bị nhấn chìm, đè bẹp trên Tịnh Thế Song Liên, nửa người bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, không thể động đậy. Hạo Thiên Tôn tức giận gào thét, đạo thụ trên đỉnh đầu gã tung bay, nâng nguyên mẫu phu nhân lên, kéo nàng ra bên ngoài. Mình xin phép dừng lại nhé.